Chị Kính không rap bằng Đen Vâu, nhưng không ai yêu fan bằng chị đâu. Lên ngay video nóng hổi vừa thổi vừa giải đố về những idol TikTok có nhiều follow nhất Việt Nam nè. Like để bắt đầu nhé. Có một, đố bạn top 1 tài khoản nhiều follow nhất là ai? Là chị Trà Đặng nè, chị có hơn 20 triệu follow rồi nhé, chính thức trở thành tài khoản nhiều follow nhất Việt Nam. Là gì? Quá dễ luôn, chị Trà tên thật là Đặng Thu Trà, quê ở Hải Phòng cùng với TikToker Trung Thị Trung và Mimi nè. Mình là yêu thương, mình là yêu thương một người say đắm nụ cười, dù biết chắc sẽ không thể nào. Có ba, triệu hồi những anh em tính mắt nhất. Đâu mới là chị Trà Đặng? É quatro paredes, eu vou acabar com você. Lại có người bị lừa rồi, cả hai đều không phải là chị Trà. Đây là chị Trâm Đô, chị gái song sinh của Trà Đặng đấy. Con trai bà bán bánh mì. Lo cho em. Đừng lo gì. Mà lo về để con trai bà bán bánh mì. Lo cho em. Đừng lo gì. Mà lo về. Câu 4, solo biến hình giữa hai chị em Trâm Trà. Bạn chọn ai? Chỉ cần mắt cùng nhìn dòng người bên em trong những đêm mưa tuôn rơi, em bỗng thấy cuộc đời xanh hơn và tình yêu lắm nhanh như thôi đưa, anh cũng chẳng biết chừng nào là vừa đưa em đến cùng trời, đến cùng trời yêu thương. Nếu phải chọn một thì chị Kính đây vớt chị Trà vậy, anh em chọn ai thì comment ngay nhé. Câu 5, thế top 2 tài khoản nhiều follow nhất là ai? Chị Linh Barbie nè, xinh quá cơ. Tuy bị mất vị trí top 1 nhưng vẫn cứ là đỉnh nhá. Nào bạn thấy hay không? Hỡi cô gái trong mơ, ôi nào thơ. Em xinh đẹp và lung linh. Tô thơ, mắn ga, múa ca rơi anh nhìn mình. Em xinh đẹp và lung linh. Câu 6, cùng hoàng đạo của chị Linh Barbie là gì vậy nhỉ? Cùng sư tử nha, xem chị Linh biến hình xương cùng hoàng đạo nè. Câu 7, bạn nghĩ TikToker tiếp theo là ai? Gợi ý nè. Chuẩn luôn, TikToker Đào Lê Phương Hoa với 14,8 triệu follow nha. Câu 8, chị Hoa thường đu trend theo phong cách nào? Chị cân cả hai chứ sao phải chọn. Xem đây nè, xứng đáng vừa là hoàng tử vừa là công chúa trong lòng fan. Câu 9, đây là TikToker nào? Clip
ngắn thì chắc chắn phải biết anh Nguyễn Văn Tài. Người đâu vừa giỏi vừa đẹp trai, ai fan anh Tài điểm danh cái đệ. Nhưng em lại nói là à lôi. Cũng biết solo hip hop cùng với trai bản nhưng mà thôi. Anh gửi vào trong câu rap cho em tình cả tình cả môi. Nhà em có mấy quả đồ ưa thì anh cũng tình cả rồi. Câu 10, anh Tài sinh năm bao nhiêu? U là trời, anh Tài sinh năm 2002 mà đã có 14,7 triệu follow rồi mọi người ơi. Quá là đỉnh luôn. Câu 11, tiếp theo là một thành viên của Win Team nữa nha. Đố bạn đoán được tên đấy. Vời luôn, 10 điểm không có nhưng. Làm sao dây mã được đầy tình yêu. Chẳng đến vào ngày đầy thắng, bằng theo mình nụ cười say đắm. Làm sao dây mã được đầy tình yêu. Câu 12, người yêu của Cindy là ai? Bây giờ là Bùi Duy Ngọc nè. Nhìn anh chị tay trong tay đi biển mà mình cũng muốn đi biển ghê luôn á. You got that babe, babe, keep my mouth shut. Câu 13, Win Team đỉnh thế nhỉ. Nhiều thành viên đứng top lắm nha. Bạn gái Nguyễn Văn Tài là ai? Chị Ngô Ngọc Hoa nổi tiếng không kém người yêu đâu nha. Người ta được 13,3 triệu follow cơ mà. Ai là fan của cặp đôi này không? Điểm danh nhẹ nhàng cái nha. Câu 13, cặp đôi này là ai? Câu 14, Nguyễn Văn Dầu và Lý Kiêu, ai nhiều follow hơn? Thôi thì mình chọn nhà gái đi. Chị Lý Kiêu 11,9 triệu follow. Anh Dầu thì ít hơn một xíu nè. Cùng ủng hộ anh chị nhé. Mấy em thôi vừa đau thân cô yêu bàn tay làm lũ sớm chiều đôi xứng sao bằng tiểu thư đại ca rồi lòng không thương anh mà nước mắt tuôn ngày đau thấu mây trời những người mình yêu. Câu 15, xíu nữa thì chị Kính quên mất một người có nhiều follow hơn cả cặp đôi Lý Kiêu và anh Dầu. Đố bạn chị Ngô Việt Nam là ai? Việt Phương Khoa Google đây. Bật mí là chị có 13 triệu follow trên TikTok. Vừa xem chị nấu ăn vừa cười đau cả ruột đấy nha. Vô đi em ơi. Trên ai trẻ tuổi nhất? Chẳng biết có phải lừa không, nhưng trên top top nói rằng anh Dầu sinh năm 2005, ít tuổi hơn cả anh Tài và chị Hòa 2002 đấy. Hai ba con mực, anh yêu em cực, yêu em cực, ba chơi tăng lực, thì bù yêu em căng cực, yêu em cực, không cho em bực.
cho bực. Yêu em liên tục. Có 17 TikToker nào giàu nhất? Thu nhập của các idol 7749 lần, chị mới biết chị Thoa giàu nhất nè. Ngoài kênh TikTok, chị còn có kênh YouTube với 2,3 triệu người đăng ký nữa đấy. Nổi tiếng nhất đã kết thúc rồi. Idol của bạn có lọt top không? Đừng quên ấn đăng ký kênh để chị Kính làm về idol của bạn nhé. Bye bye.